Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mưa bão kinh hoàng ngập thân máy bay, Bắc Kinh hủy hơn 600 chuyến bay quốc tế, hàng ngàn hành khách bị lũ cuốn trôi. Quý vị thân mến, vừa qua tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, hơn 600 chuyến bay đã bị hủy trong khi các trường đại học và các địa điểm du lịch đã phải đóng cửa do mưa lớn gây ngập lụt sân bay kèm theo gió giật rất mạnh do bão. Chính quyền Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo khuyến cáo người dân ở nhà trong bối cảnh thành phố đang đương đầu với cơn bão lớn nhất trong năm nay. Dự báo nhiều khu vực sẽ ghi nhận lượng mưa lên tới 200mm. Dịch vụ dữ liệu hàng không của Trung Quốc ghi nhận khoảng 700 chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay ở Bắc Kinh. Trẻ em nghỉ học vì các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học ở các thành phố đã đóng cửa. Các điểm tham quan nổi tiếng trong đó có một phần của Vạn Lý Trường Thành tạm thời không đón du khách. Một số quận huyện tạm ngừng cung cấp dịch vụ lưu trú tại nhà dân. Điều đó đã buộc hàng ngàn khách lỡ chuyến bay không thể ra về trong lúc mưa bão, buộc phải vật vã ngay tại sân bay Bắc Kinh, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giữa lúc cần phải giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đăng tải hình ảnh đất đá chắn ngang một con đường sau trận lở đất tại một trong những quận phía Bắc của thành phố Bắc Kinh, trong khi mưa lớn đang cản trở các nỗ lực khai thông tuyến giao thông này. Mưa bão cũng đã hoành hành tại thành phố Thiên Tân lân cận, nơi truyền hình nhà nước đăng tải hình ảnh những con phố ngập nước, bầu trời đen tối với những tia chớp xuất hiện liên tục. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão dữ dội kèm theo sấm chớp tại Bắc Kinh và các khu vực lân cận. Ngoài ra, trung tâm này còn cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại 14 con sông, trong đó có các phụ lưu ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa. Ở Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, mực nước dâng cao vào tháng 8 năm 2021 đã cuốn trôi nhiều con đường và buộc hàng triệu người phải sơ tán. Mối đe dọa này ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong đầu mùa hè năm 2022. Một phần là do việc xây dựng các đê bao và đập ngăn nước cắt đứt kết nối giữa sông và các hộ liền kề, cũng như là các bãi bồi giúp hấp thụ nước dâng lên vào mùa hè. Trong khi đó, tại Trùng Khánh, tình hình lũ lụt cũng không khá hơn khi nhiều con sông nước vẫn đang dâng cao do mưa lớn kéo dài. Theo dữ liệu từ trạm quan sát thủy văn Trùng Khánh, lũ tại trạm Cai Sa trên sông San Si, quận Chenxin lên tới 311m, cao hơn 2,38m so với mức báo động đỏ. Dự báo nước tại trạm Chu Ta sẽ tăng mạnh trong những ngày tới và sẽ có thể lên cao 5,5m so với mức nước an toàn. Sở Thủy lợi Trùng Khánh đã ban bố các khu vực bị ảnh hưởng và đã sơ tán người dân, tăng cường giám sát và cảnh báo lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo thời tiết mức màu đỏ. Do mưa bão và đối lưu phát triển mạnh trong các đám mây dông trên cả nước, mưa lớn và mưa bão dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực Trùng Khánh trong các ngày tới. Các khu vực này sẽ có dông, gió mạnh và mưa đá, đồng thời cảnh báo một số khu vực ở Hồ Bắc sẽ có mưa lên tới 250mm. Trong cùng thời gian này, dông và mưa đá sẽ xảy ra tại các khu vực Nội Mông, Liêu Ninh, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, là thời điểm thường xuyên xuất hiện lũ trên con sông của Trung Quốc khi mưa lớn kéo dài liên tục. Tổng lượng mưa năm nay được dự báo sẽ còn cao hơn năm 2020 khoảng 10%. Song theo các chuyên gia về thủy lợi của Trung Quốc, khả năng xuất hiện lũ trên các con sông lớn của Trung Quốc, đặc biệt là tại khu vực Đông Bắc và miền Nam của nước này, còn nhiều hơn và dữ dội hơn cả năm 2020. Trong khi mùa lũ năm 2020, hơn 70 triệu người Trung Quốc tại 28 tỉnh thành của nước này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay. Kính thưa quý khán giả, theo tờ báo Bắc Kinh cho biết, vào đêm ngày hôm qua, vào lúc 23 giờ 45 phút giờ miền Đông của Trung Quốc, cơn bão số 5 với sức gió giật trên cấp 14 đã càn quét qua khu vực đập Tam Hiệp và đánh sập không biết bao nhiêu điện, đường, trường, trạm, đánh tan sở chỉ huy, ban chỉ huy đập Tam Hiệp, khiến cho cơ quan đầu nạn chính quyền ông Tập Cận Bình ruột đau như cắt. Người ta cho rằng đây chính là mẹ thiên nhiên và đấng tối cao đang ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc là một quốc gia quá nguy hiểm. Kính thưa quý vị,
Vậy Trung Quốc nguy hiểm ở chỗ nào? Thì xin thưa rằng tại vùng Biển Đông, Trung Quốc liên tục đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông thị uy sức mạnh bằng việc bắn đạn thật và phóng tên lửa, trong khi mà các nước trong khối ASEAN đang cố gắng vừa dập dịch, vừa lo phục hồi nền kinh tế. Thế nhưng Trung Quốc là một trong những quốc gia giàu có và rất mạnh ở khu vực Thái Bình Dương, lại không ra tay giúp đỡ các nước trong khu vực khối ASEAN, mà Trung Quốc lại còn đem tàu chiến mang giàn khoan ra ngoài Biển Đông để gây chiến thách thức các nước. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đi sai con đường và việc sai trái này đang bị mẹ thiên nhiên và đấng tối cao ra tay trừng phạt bằng những trận mưa bão. Bầu trời của phía Trung Quốc liên tục xuất hiện những đám mây đen u tối. Ngoài ra, một trận bão tuyết dày đặc vào ngày hôm qua đã xuất hiện tại thành phố Quảng Châu, nơi mà nhiệt độ đang là 35 độ C. Thế nhưng không hiểu vì sao tuyết lại rơi dày đặc, bao phủ toàn bộ các vùng tự trị, làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ đang càn quét Trung Quốc. Hôm qua thì nó đã đánh sập gần 1.600 cột điện, 3.000 gốc cây cổ thụ cũng đã bị đổ. Ngoài ra thì đường biến thành sông, sông thì biến thành biển. Tất cả nồi cơm điện, ô tô, xe máy, tủ lạnh và vật dụng của người dân đã trôi lênh láng xuống sông, xuống biển. Người dân không biết phải làm sao khi mà họ liên tục nhận được những thông báo đỏ từ chính quyền Bắc Kinh. Người dân của Trung Quốc bây giờ đang ngồi ở trong nhà để nhận viện trợ bởi họ không dám đi đâu vì đi đâu cũng toàn nước và nước. Ở đâu cũng thấy vỡ đê, vỡ đập và ngập lụt ở khắp mọi nơi, nhà thì chỉ còn cái nắp là không bị ngập. Phải nói rằng cảnh tượng của phía Trung Quốc người ta cho đây là ngàn năm có một, khi những trận mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào nhiều tỉnh thành của Bắc Kinh. Có một thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, đó là cơn bão số 4 chưa qua đi thì cơn bão số 5 lại tiếp tục hình thành ở ngoài khơi Biển Đông. Được biết, cơn bão số 5 sau khi hình thành ở ngoài khơi Biển Đông đã đánh sập một cảng biển ở đảo Hải Nam. Ngoài ra, cơn bão số 5 còn đánh chìm 3 con tàu do thám của phía Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc đã phát đi thông báo cảnh báo rằng cơn bão số 5 sẽ làm tan hoang rất nhiều nhà cửa và cây cối, điện, đường, trường, trạm. Ngay lập tức đã được cắt đi để đảm bảo an toàn cho người dân. Đích thân người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng huy động toàn bộ lực lượng không quân, hải quân, nhân dân tự vệ và tất cả lực lượng vũ trang phải cùng nhau để chống lũ. Nhưng do trận mưa lũ từ đầu tháng 5 đang càn quét Trung Quốc cho nên họ không kịp trở tay. Hiện tại thì đâu đâu cũng ngập lụt và người dân thì bị cô lập. Chắc chắn trong một vài ngày tới, nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục bị những trận mưa to gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập càn quét qua. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, từ nay cho đến ngày 31 tháng 11, Trung Quốc sẽ nhận khoảng 20 cơn bão lớn nhỏ khác. Còn nhớ năm 2020, Trung Quốc đã trải qua 180 ngày đêm đen tối, không biết tới ánh sáng của mặt trời. Vì năm nay dự báo là còn tồi tệ hơn năm ngoái rất nhiều. Kính thưa quý vị, lũ lụt kinh hoàng tại Trung Quốc không những làm cho nền kinh tế nước này thiệt hại nặng nề, hoa màu và đồng lúa bị ngập úng, mà còn nhiều công trình khác tưởng chừng như rất chắc chắn nhưng cũng bị tàn phá rất nhiều. Mới đây, thông qua mạng xã hội Trung Quốc, chúng tôi cập nhật được một đoạn đường cao tốc từ Thành Đô đến Tây Sơn, Tứ Xuyên đã bị đất đá của một quả núi chôn vùi. Qua video, chúng tôi có thể thấy lượng đất đá khổng lồ đã chắn ngang con đường cao tốc và làm cho giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Hai nhịp cầu phần nào bị vỡ và bị sụp đổ hư hại nặng nề. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cập nhật thêm gì về thông tin trên bởi vì nhiều thông tin đã bị nhà nước Trung Quốc phong tỏa ra bên ngoài, thậm chí lại còn bị xóa đi. Tình hình với con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc khả năng cao nó sẽ bị vỡ trong năm nay bởi vì những cơn mưa to đến rất to vẫn đang trút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ dồn xuống phía Trung Quốc, làm cho lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong liên tục đổ dồn về thượng lưu khiến cho mực nước sông Dương Tử dâng cao và hồ chứa con đập Tam Hiệp đang vượt mức báo động đỏ lên tới 10 tỷ mét khối nước. Các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cũng như quốc tế nhận định rằng khả năng cao con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được áp lực của nước, do vậy mà nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ vào năm 2022 này. Và đây là một cái tin được cho là rất đen tối cho chính quyền Bắc Kinh, nhưng lại là một cái tin rất vui mừng cho toàn thể các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới cho biết con đập Tam Hiệp vỡ là một điều kinh khủng nhất, tồi tệ nhất sẽ xảy ra đối với cả đất nước Trung Quốc mà lịch sử loài người đang tận mắt chứng kiến. Đó không phải là một
ít diện tích hạ lưu sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, mà có tới tận gần 3/4 diện tích của Trung Quốc đại lục sẽ bị san phẳng. Tương tự, trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên của Trung Quốc nữa. Đây chính là lý do vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang như ngồi trên đống lửa đốt. Trong suốt từ đầu tháng 4 đến nay, khi mưa lũ vẫn đang hoành hành và tiếp tục dội xuống Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp bị lung lay, chao đảo và nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ vào năm 2022. Theo Trung tâm Báo động Khẩn cấp Nhà nước Trung Quốc cho biết, hiện con đập Tam Hiệp đang mở thêm 6/32 cửa xả liên tục 24/24 giờ, nhưng dường như nó vẫn chưa đáp ứng được, bởi mưa lũ vẫn đang hoành hành và đổ dồn dập xuống thủ đô Bắc Kinh, cũng như nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Hiện tại, nhiều tỉnh thành như Vân Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vũ Hán, Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Thâm Quyến vẫn bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hiện tại, những cơn mưa to và rất to vẫn đang xuất hiện dày đặc tại phía Trung Quốc, thậm chí tại tỉnh Hắc Long Giang vào ngày hôm qua. Nơi này vừa vỡ một con đập khiến hơn 70.000 hecta hoa màu và ruộng lúa của nơi này bị mất trắng. Kho lương thực của Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề. Theo các chuyên gia, ngoài lũ lụt thì Trung Quốc còn phải đang đối mặt với nạn đói ở một số tỉnh thành khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, Trung Quốc tiếp tục đón nhận thêm một thông tin vô cùng đen tối vào cuối tuần này, khi một cơn bão được đánh giá là mạnh số 2 trên thế giới đang hình thành ở ngoài Biển Đông và nhiều khả năng nó sẽ quét qua quần đảo Hải Nam, sau đó sẽ tiến vào vùng bờ biển Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, sau đó sẽ đi xuyên qua quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh và nó sẽ có thể đi vòng vào thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp đang chắn ngang con sông Dương Tử. Đứng trước tình hình nguy hiểm và cấp bách kể trên, cơ quan cảnh báo động đất sóng thần Nhà nước Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão mạnh thứ 2 trên thế giới mà đổ bộ vào miền Nam của phía Trung Quốc thì rất nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ. Các chuyên gia thủy lợi Nhà nước Trung Quốc cho biết rằng khả năng cao nó có tới 99,8% là con đập sẽ vỡ vào cuối năm nay, và đây là một điều rất đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện cơ quan đầu não chính quyền ông Tập đang cho tiến hành một cuộc họp gấp gồm các ban ngành, trong đó có Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện tại, chính quyền ông Tập đã phát đi thông báo khẩn cấp nói rằng người dân của Trung Quốc đại lục phải đi sơ tán gấp bởi cơn bão số 5 mạnh thứ 2 trên thế giới nhiều khả năng trong 3 ngày tới nó sẽ đổ bộ vào Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, phải nói rằng năm 2022 tiếp tục là một năm đại họa của phía Trung Quốc. Đầu năm, các nhà tiên tri trên thế giới, đặc biệt là nhà tiên tri nổi tiếng cậu bé Ấn Độ đã nói rằng Trung Quốc năm nay ngoài hứng chịu thiên tai, lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng, thì con đập Tam Hiệp có khả năng cao nó sẽ bị vỡ. Và điều này dường như đang ứng nghiệm rất đúng đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho đây chính là nhân quả báo ứng đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì trong những tháng vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra rất nhiều đau thương cho thế giới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy ấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tin Mới.